Tôi là Lê Đông Hòa, luật sư, được người quá cố là ông Lê Vương ủy thác chịu toàn bộ trách nhiệm các vấn đề liên quan tới pháp lý. Ông Lê Vương có yêu cầu tôi lựa chọn thời điểm kết thúc buổi lễ sẽ công bố bản di chúc của mình trước sự chứng kiến của bạn bè gần xa, thân bằng cố hữu, đặc biệt là vợ con của ông, cùng với sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương. Theo di nguyện của người đã khuất, toàn bộ tài sản của ông Lê Vương sẽ được dành trọn cho vợ con. Trong đó, 20% tổng tài sản 230 tỷ của ông Lê Vương sẽ dành cho vợ là bà Trần Xuân Nghi. 60% được dành cho Lê Tiến Thịnh, con trai út của ông Lê Vương. Và 20% còn lại tóm lại là tao được chia bao tiền? Đọc! Hai mươi phần trăm còn lại trong tổng số 230 tỷ được dành cho cô Lê Lam Anh, con gái lớn và hợp pháp của ông Lê Vương. Đồng thời, cô Lê Lam Anh còn có trách nhiệm quản lý phần tài sản thừa kế của em trai mình là Lê Tiến Thịnh cho đến khi anh này tròn 30 tuổi. Lam Anh là con nào? Con này. Bố mày giết mày! Cô Lam Anh! Cô Lam Anh! Lam Anh! Cô Lam Anh! Lam Anh! Cho mày 10 phút để viết giấy chuyển nhượng tất cả tài sản của ông Vương sang cho bà Nghi. Tao bảo mày viết thì mày viết ngay. Bình tĩnh thôi. Bố mày bảo viết cái gì? Cút! Ăn bố mày! Ăn đi! Cầm! Nhanh! Thế để tao! Lột! Các anh định làm loạn ở đây đấy à? Tưởng ai? Hóa ra là anh phó công an xã với cả bác Hoạch công an viên. Còn hai anh này mới quá, không biết tên. Thông cảm nhá. Các anh tụ tập ở đây là có chuyện gì đấy hả? Chả có chuyện gì cả. Cậu công nhân mới, cậu ấy bị tai nạn lao động.
Tôi nhờ bác Toàn, bác ấy sơ cứu rồi mới đưa lên bệnh viện đa khoa. Thế thì chúng tôi vào xem thế nào. Bác Toàn, bác ấy bảo là phải giữ trật tự để bác ấy làm việc. Nếu không ấy là toi ấy. Cho nên là bọn tôi mới phải đứng ở đây. Có đúng là tai nạn? Hai các anh làm chuyện gì mà ám ở trong đó à? Tôi mà nói sai, cụ tôi chết. Được chưa? Được. Chúng tôi sẽ đứng ở đây xem thế nào. Cứ tự nhiên. Giết! Con là Lâm Anh à? Bà là ai? Dì là dì Xuân Nghi, vợ của bố con. Bà là mẹ của thằng này à? Cái gì mày nói à? Thằng ấy hả? Kìa! Thế! Cậu chặt tôi đi. Con thông cảm. Em nó vẫn còn đang sốc vì biết rằng mình có một người chị gái. Tôi cũng đang sốc đây này. Tôi không cần một thằng em như nó. Dì biết. Dì biết con khó xử. Nhưng con phải hiểu rằng trong cuộc sống này đôi khi người ta phải chấp nhận cả những điều mà người ta không mong muốn. Bà nói như đúng rồi. Nhân đây ba mặt một lời, tôi nói cho bà biết, tôi mới gặp chồng bà có một lần và tôi chưa bao giờ coi ông là bố tôi. Tôi cũng không cần tiền của ông ý. Tôi chỉ muốn về nhà. Bà hiểu không? Con cứ bình tĩnh nghe dì nói. Này, mày lôn tiền của bố ra, mày cút đâu mày cút. Kìa, kìa lấy ra. Đấy. Thôi đi. Con ạ, làng có luật lệ, khi cha mẹ mất thì con cái phải ở lại chịu tang 47-49 ngày. Xong lễ chung thất rồi thì muốn đi đâu mới được đi. Không ngoại trừ cả những người đang làm ăn xa. Nếu không thì sao? Sẽ bị làng phạt. Nặng nhất là gạch tên ra khỏi gia phả. Sẽ vĩnh viễn không bao giờ được quay trở về làng hương khói cho tổ tiên nữa. Còn đối với con thì hậu quả đó sẽ nặng nề hơn rất nhiều đấy. Chào bác Hoạch. Bác dẫn mấy đồng chí công an đi đâu thế này? Chúng tôi được thông báo sáng nay trong đám tang anh Vương có người bị ngất xỉu phải đưa vào trạm xá để cấp cứu, mà là người địa phương khác bị bắt cóc tới đây. Giới thiệu với bác, đây là Lam Anh, con gái của chồng tôi, về chịu tang bố, chứ có phải bắt cóc hay là gì đâu ạ. Cháu nó sức khỏe yếu, xúc động quá cho nên ngất, không thể theo linh cữu ra đồng được. Tôi lo cho nó quá. Xong việc của anh Vương là tôi phải chạy về đây ngay xem cháu nó thế nào. May quá, cháu nó không làm sao bác ạ. Xin phép bác, tôi đưa cháu về nhà. Này, sao bảo là có công nhân tai nạn mà giờ lại thế này? Ai bảo? Nó lại mang cụ đó ra thể à? Cụ đi du lịch lâu rồi. Nghe nó đột thập giống trong ăn. Khôn nhé. Tôi đùa với anh đấy à? Không thích đùa. Con chó. Xin lỗi bác. Nhanh. Em xin lỗi bác. Nếu từ nay em mà còn nói dối bác nữa ấy, thì cụ em chết. Được chưa? Cho tôi quên đi hết sự thật và được chết. Cho tôi tìm ra lối nơi mê cùng tâm tôi.